như mấy hôm vừa qua chỉ là tin đồn thất thiệt. Tại thị xã Sông Cầu, vựa tôm hùm lớn nhất nước. Địa bàn thị xã có hơn 71.000 lồng nuôi tôm hùm, trong đó có 70% tôm hùm xanh và 30% tôm hùm bông. Sản lượng dự ước thu hoạch trong quý 1 năm 2020 khoảng 100 đến 120 tấn. Thương lái đang thu mua tôm hùm xanh cỡ 2 đến 4 lạng một con với giá 550.000 đến 650.000 đồng một kg, giảm hơn so với trước từ 150 đến 200.000 đồng một kg. Tôm hùm bông cỡ 7 lạng một con có giá 1,2 triệu đồng một kg, tăng từ 3 đến 500.000 đồng một kg. Nhưng với giá này, người nuôi tôm hùm Phú Yên vẫn có lãi nhẹ. Do cao điểm xuất bán tôm hùm trong tháng 6 và 7 âm lịch, nên 2 tháng qua, người ở địa phương này chỉ bán khoảng 10 tấn tôm hùm để có tiền mua thức ăn cho tôm, số còn lại vẫn đang thả nuôi trong lồng bè. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Phú Yên đã khuyến cáo người dân cần bình tĩnh, kiểm chứng sự thật trước nguồn tin thất thiệt trên mạng xã hội để tránh thiệt hại về kinh tế. Vâng, sau một tuần giải cứu thì hiện tại giá tôm hùm đã bắt đầu phục hồi trở lại với mức là từ 600 cho tới 700.000 đồng một kg. Tuy nhiên, theo nhiều ý kiến thì đây chỉ là giải pháp tình thế cấp bách chứ không mang tính ổn định. Vâng, tới đây thì chúng tôi cũng muốn hỏi chuyên gia thủy sản Bùi Quang Tề là theo chuyên gia thì không chỉ người nuôi tôm hùm ở Phú Yên mà những người nuôi tôm hùm nói chung trên cả nước cần có những cái giải pháp lâu dài như thế nào ạ? Xin chào bà con. Đây là một cái mà ở Phú Yên cũng đã nói rồi. Có những cái tin đồn thất thiệt. Thực sự con tôm hùm không phải dễ dàng mà bán, mà lại chúng ta lại bán ế thôi ạ. Không có chuyện đó. Thực sự đây chúng tôi cũng đã đề nghị với cơ quan lãnh đạo từ Bộ Nông nghiệp cho đến Tổng cục Thủy sản rồi đến các tỉnh mà nuôi tôm hùm có Phú Yên, Khánh Hòa, mấy cái tỉnh đó, chúng ta phải bình tĩnh nói mà phải nói cho bà con, chứ còn một vài ba anh nghĩa là nó tìm mọi cách. Thực sự tôi mà gặp mấy cái vị đi buôn này là tôi chỉ vào mặt luôn, nghĩa là chỉ chờ bà con để gọi là diệt bà con. Chúng tôi là những người khoa kỹ thuật giúp bà con nuôi để ra tôm hùm, nhưng các vị chỉ tranh thủ những cái chuyện này nữa. Covid-19 nó không ảnh hưởng gì đến cái chuyện này, không ảnh hưởng. Đừng nói là bảo ăn tôm hùm rồi bị Covid-19 đâu. Dĩ nhiên chúng ta xuất khẩu tôm hùm chủ yếu là sang Hồng Kông, chủ yếu. Dĩ nhiên bây giờ dừng có tôm hùm thì không phải, nhưng mà đấy trong cái thời gian này chúng ta dừng xuất, và tôm hùm là hiện nay Hồng Kông và Nhật là ăn nhiều nhất. Nên là chúng ta cứ tự đấy là bà con nuôi là cứ bình tĩnh. Theo tôi nghĩ là sở nông nghiệp Phú Yên nó nói như thế. Thế còn giải pháp lâu dài thì chúng ta phải bình tĩnh, nuôi là phải có kế hoạch, phải báo cáo cho các lãnh đạo từ tỉnh xuống, phải biết xem có bao nhiêu và nói, mà mình phải có cái thông tin thật chuẩn giúp bà con yên tâm. Chứ đừng để nghe tin đồn, dĩ nhiên là những cái Facebook mà đã bị phạt, có người là bị nợ tiền nhiều ngó và tôi bị bệnh Covid-19 để đỡ người ta đòi tiền. Nó phạt tôi đấy, có những cái chuyện như thế. Thực sự là nên là thông tin nhanh thì là tốt, nhưng mà cũng phải cẩn thận, phải kiểm chứng, mà các tỉnh là phải chú ý giúp bà con để ổn định là như thế, chứ không phải chúng ta cứ nhờ này cứ để cho bà con đi bắn vội, bắn vàng, bắn chạy, bắn tháo các thứ xong rồi là tỉnh bắt đầu ấy, rồi nghĩa là tôi nói là từ huyện, từ tỉnh cho đến trung ương phải quan tâm đến cái chuyện này, vì tôm hùm nó không liên quan đến cái dịch bệnh đó, nên là cái này nó vẫn là một trong những cái mà tôi nghĩ là một trong cái cách làm, một cái cách quản lý. Thế là không bảo lên tôi lại phê bình quản lý thì không được, nhưng mà đó nhớ như là thực sự con tôm hùm nuôi nó không phải nuôi hàng năm nó mới ra được một con tôm, chúng ta không phải là bán tháo bán chạy thì như là thanh long chẳng hạn, đúng giờ đúng ngày nào nó phải, như tôm hùm anh để một vài tháng chuyện bình thường, không có vấn đề gì cả đấy, chứ không có sợ. Chỉ có nước biển mà nó bị hỏng thì phải bắt lên, nước biển nó có hỏng đâu. Nên là chúng ta phải chú ý bà con nuôi tôm, nhưng cái chuyện này tôi cũng đúng là xin bà con nuôi tôm hùm là bình tĩnh, phải nghe cho nó chuẩn, và đề nghị các tỉnh nên quan tâm đến cái chuyện này và thông báo bà con nghe. Thế tôi thì đấy là nuôi bền vững chứ không có gì cả, không phải gì cũng phải đi làm cái nọ kia nó dài dài dòng ra. Hai cái đấy, một bà con nông dân nghe thật cái thông tin thật tốt, mời quản lý từ các địa phương cũng giúp bà con. Đấy, tôi chỉ nói hai câu đó thôi. Xin hết. Vâng ạ, xin được cảm ơn những chia sẻ vừa rồi của chuyên gia Bùi Quang Tề.